Ok, thì hiện tại mình đang có mặt tại quận 9 để mang đến cho các bạn một siêu phẩm nữa, một dòng tay ga rất là cao cấp của Honda. Và trước khi chúng ta tìm hiểu chiếc xe đó thì mình muốn giới thiệu cho các bạn, đây là anh Giàu, người sẽ thay mặt chủ nhân là anh Tường Huy cho chúng ta mượn chiếc xe đó. Và nếu các bạn có nhu cầu về cái dòng tất cả những cái phụ tùng nhập khẩu như là Sodic hay Sachi thì các bạn có thể liên hệ anh Giàu. Anh Giàu ơi, cái địa chỉ đây là số bao nhiêu anh? 34 đường D4, Phước Long B, quận 9. 34 đường D4 không anh? Phước Long B, quận 9. Thì các bạn có nhu cầu về những cái phụ tùng nhập khẩu, các bạn có thể liên hệ anh Giàu ha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ngắm nhìn sơ qua về chiếc xe đó trước đã. Trước đã, tại vì mấy ngày vừa rồi thì các bạn thấy được là thời tiết rất là mưa ha. Mà sau khi rửa xong lên gang thì chúng ta sẽ ngắm nhìn được cái chiếc xe này với tất cả những món đồ chơi trên xe. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu sau nha. Hồi xưa thấy mấy môn này, thấy mấy bạn coi trên tivi thấy bạn úp gỗ ghê quá, giờ không hiểu sao cái này chắc phải 2m03 phải không ta? Đã tính leo lên thử rồi, giả bộ vịn cái gỗ cho camera họ họ chụp tấm như kiểu anh Phương đủ khả năng úp gỗ. Thích thì chiều chú thôi. Đó, nhiều đó yếu tố là thấy không hồi, không có đủ yếu tố để mà chạy con xe mà mình sắp review cho các bạn rồi. Hồi nãy thì rửa xe xong rồi lau khô rồi làm mọi thứ rồi quay sột các kiểu đồ. Mà thật sự mà nói thì cái chiếc SH300i đúng là một cái hình mẫu cho cái sự đẳng cấp và sang trọng. Nhưng mà nói đi thì nói lại, tại vì cái mẫu xe này nó quá mắc. Và mình đã từng hỏi giá thử, nếu mà chúng ta ra biển số tại thành phố Hồ Chí Minh á thì nó rơi vào khoảng 295 triệu. Mà cái số tiền đó thì nếu mà các bạn cầm số tiền đó, mình nghĩ là các bạn sẽ lựa chọn một mẫu phân khối lớn, có thể là Z1000 chẳng hạn. Tại vì Z1000 cũ bây giờ cũng khoảng rơi vào khoảng 260, và 200 mấy thì gần 300 thì có rất là nhiều sự lựa chọn. Tuy nhiên chúng ta không thể nói được cái việc những người mà họ yêu thích cái mẫu xe này họ phải sắm cái mẫu xe này, bởi vì nó đẳng cấp và sang trọng nhất là tại Việt Nam. Thì cái mẫu SH300i này á, nó đã mắc tiền rồi, nhưng mà anh Tường Huy vẫn không bỏ qua cái chi tiết là chúng ta sẽ độ nó, nâng cấp những cái món đồ chơi rất là giá trị. Và nếu anh em chúng ta nhìn vào, rõ ràng chúng ta sẽ thấy được là cái màu sơn là cái điểm đặc dạng đầu tiên không có đụng hàng trên cái mẫu xe này. Và cái con xe này thì không có sản xuất cái màu xám xi măng này đâu. Cái màu xám này được lấy phôi từ cái dàn áo của Click 150. Và cái màu xám xi măng này thì mình thấy hiện tại là rất nhiều anh em chơi, nhưng mà trên mẫu 300i thì rất là ít ha. Và vốn dĩ thì cái dàn áo của SH nó đã đẹp sẵn rồi, cho nên rất là ít người chúng ta
thay đổi cái màu sắc của nó. Nhưng mà anh Huy thì lựa chọn màu xám xi măng rất là cứng cáp. Và nếu chúng ta nhìn vô hết, chúng ta sẽ thấy được là cái dàn chân sau là cái nơi có nhiều điểm nhấn nhất. Và cái phục chúng ta phải kể đến cái phục, bởi vì cái phục này là phục nitron. Và cái thương hiệu này mình đã mang đến rất là nhiều những cái review về xuất xứ của nó là tại nước Anh nè, nhưng mà sử dụng nhiều ở các nước Nhật Bản và Mỹ, cho nên là nitron xuất hiện rất nhiều tại Nhật Bản. Và cái dòng phục nitron này thì là đúng mẫu chân cho SH300i luôn, cho nên các bạn gắn vào cái chiều cao, thứ nhất là nó không có thay đổi, cái thứ hai nữa là chi tiết chúng ta không cần phải mót hay là chim lông đền bất cứ chi tiết nào. Và phục này thì rơi vào giá khoảng 30 triệu ha, là chúng ta đã có xét xe và cây phục là tốn hết 330 triệu. Bên cạnh đó thì cái cây bô này sẽ ngốn của chúng ta khoảng 10 triệu bô MIVV. Và một cái dòng bô này, thay vì đa số anh em đại trà đang sử dụng Forod, thì bô MIVV gắn trên con SH300i này rất là hợp, theo mình cảm quan rất là hợp. Và cái bô MIVV này thì có xuất xứ từ Italy. Giá của bô MIVV này thì rơi vào khoảng hơn 10 triệu, chưa tính cổ. Và cái cổ Titan này thì chúng ta phải đặt làm riêng, và người thợ tại Việt Nam họ đã có thể làm ra được tất cả các loại cổ cho tất cả những dòng xe luôn. Các bạn thấy được là cái đường vân mối hàng đều rất là đẹp ha. Và cổ Titan thì chúng ta sẽ chạy nóng lên ra màu rất là đẹp, nhưng mà bù lại nó cũng được tản nhiệt rất là nhanh. Và nếu chúng ta nhìn vào tất cả chi tiết ở cái phần dàn chân sau, chúng ta sẽ thấy được là ốc thay thế hết luôn, từ ốc Titan luôn, không có giữ chi tiết ốc zin nào cả. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe tiếng bô trước khi chúng ta tìm hiểu vào những cái món đồ chơi chi tiết khác ha. Không, bạn thông cảm thôi, mình cũng ngồi dưới trời nắng quá. Và một cái đặc điểm đó, mình phải giới thiệu cho các bạn, phải giới thiệu đây. Thực sự mà nói á, là Phương cũng không có cơ hội để mà chạy được sở hữu những cái dòng xe đắt tiền như thế này. Và sau này thì Phương hỏi thì mới biết là SH300i chúng ta chỉ đề được phía bên tay trái thôi các bạn, nghĩa là bên bóp phắn tay phải nè, bên heo. Bên tay phải chúng ta sẽ không đề được máy. Đây mình bóp thử đề máy cho các bạn nè. Không được ha. Chúng ta chỉ đề được một bên phía bên trái thôi. Đa số những dòng xe tay ga phổ thông thì chúng ta sẽ đề được cả hai bên các bạn ha. Đó. Và cái bát phía sau nè, các bạn thấy được là những cái lỗ bát này nó giúp cho cái bô giữ rất là vững ha, không có bị rung lắc. Và chi tiết bắt ốc thì nó rất là chuẩn xác luôn. Bây giờ chúng ta sẽ nạt thử nha. Rất là êm. Đó, các bạn thấy được là việc thiết kế cái bô này so với Forod thì nó cũng rất là hợp với cái chiếc SH300i. Ok, đã nghe nhau tiếng bô rồi. Và tiếng bô này thật sự rất là êm, bởi vì phía sau cái đuôi bô đây nó có tiêu sẵn các bạn ha, tiêu theo bô luôn, cho nên là chúng ta không cần phải làm tiêu gì lại hết. Và thêm một cái điểm phụ trợ cho cái dàn chân phía sau nữa, đó chính là cái đĩa Rectech phía sau đây. Đĩa Rectech, một cái thương hiệu đến từ Mỹ. Đây, sorry các bạn, đây là đĩa Rectech đến từ Italy ha. Và một cái chia sẻ của bản thân Phương như thế này, thật sự á thì đồ chơi ở trên cái thị trường hiện tại nó rất là nhiều, và đôi khi Phương cũng không có thể biết hết được những cái món đồ chơi. Và đôi khi Phương cũng đi tìm hiểu với chủ xe nè, rồi với những anh em, và tìm hiểu trên mạng nữa, cho nên là đôi khi Phương cũng nói đồ chơi nó có sai soát chứ không phải là không có. Nhưng mà Phương hy vọng là nếu anh em chúng ta cũng có những kiến thức về xe, chúng ta có thể cùng nhau chia sẻ qua những cái clip mà Phương đã đăng lên, để anh em chúng ta có thêm kiến thức, để việc chúng ta muốn nâng cấp cho chiếc xe mình nó sẽ có thêm những cái nguồn kiến thức để mà trang bị cho xe ha. Và phía bên lốc nồi đây có một món chi tiết đồ chơi mà Phương rất là ưng. Đây các bạn thấy được phần phía cái nắp nồi phía trước có một cái món đồ chơi đến từ hãng Baker của Nhật Bản. Vừa mới nói xong. Sai soát. Cái chi tiết đồ chơi này thì nó được tiện từ nhôm và nó rất là sắc sảo ha. Và mình thấy SH300i thì rất là ít anh em gắn cái miếng chụp này. Một cái điểm nhấn cho cái dàn chân để nó thêm một cái phần nào đó nó màu sắc cho cái chiếc xe này. Ok, đã nói hết về cái phần dàn chân rồi thì chúng ta
nói luôn về cái bánh trước đi ha. À, cái mẫu xe này nó sang trọng và đẳng cấp lắm các bạn, thật sự mà nói luôn á. Thì cái mẫu xe này xuất hiện theo Phương tìm hiểu được là rơi vào khoảng năm 2006 2007. Cái mẫu đầu tiên của nó khi mà về Việt Nam thì nó cũng đã mang cái giá rất là cao rồi, và thời điểm đó thì rất là nhiều người có tiền họ thích cái mẫu xe này. Sau này thì cái họ cải tiến thêm một lần nữa vào năm 2012, thì phải cuối 2012 tới năm 2014 hay 15 gì đó thì họ ngưng cái một cái mẫu thứ hai, và cuối cùng đây là mẫu mới nhất. Thì cái mẫu mới nhất được trang bị cái công nghệ HSTC rất là an toàn, đó là công nghệ chống xoắn bánh. Nếu các bạn mà chúng ta chạy nhanh á, mà nó qua những cái vũng nước nó trơn bánh thì nó sẽ có một cái hệ thống mắc độc để giúp các bạn an toàn hơn, và nó giảm luôn giảm cái lượng phun xăng để chúng ta chạy qua cái đoạn đường trơn trượt đó nó an toàn. Thì đó là những cái tìm hiểu của mình về công nghệ HSTC, anh em có thể tìm hiểu trên mạng nhiều hơn. Cái phần đĩa trước của con xe này á cũng sẽ sử dụng đĩa racking luôn từ Ý, và đi cùng với đó thì là một cái heo Rambo 4 piston. Heo Rambo này thì mình thấy là gắn vào trong con xe này, nó do cái bản chất của con xe này mâm nó to nè, phục to rồi, dàn áo cũng to nữa, gắn con heo này nó rất hợp luôn, quá hợp. Và cái vị trí mắc độc thì không có thay đổi gì hết, vẫn độc rất là chuẩn xác ha. Và con xe này thì sở hữu ABS hai kênh rồi. Nếu các bạn chúng ta đi dòng xe này thì chúng ta có thể yên tâm về cái việc chúng ta độ phanh thì có ABS giúp hỗ trợ thêm, sẽ an toàn rất là nhiều. Đi cạnh với đó thì các bạn sẽ thấy được là muốn bắt được con heo này, mình thường hay nói các bạn là phải tiện bát CNC. Và cái bát CNC này nó đi liền với lại cái vị trí mắc độc luôn, cho nên là người thợ họ phải đo đạc nha các bạn. Đo đạc để mắc độc có khoảng cách chính xác để chúng ta bóp phanh ABS nó phát huy hiệu quả ha. Và đi cùng với đó là dây dầu ơ đây, màu đỏ. Quá đẹp. Nguyên vàng chân sơn đen bóng luôn, cứng cáp cực kỳ. Và heo sau thì vẫn sử dụng là heo zin. Nhưng mà cái cặp tay thắng sẽ được nâng cấp lên từ tay zin. Thì cái con xe này sử dụng hai phanh đĩa, cho nên chúng ta sẽ sử dụng một cặp, anh Huy đã sử dụng một cặp tay Rambo. Tay Rambo bên phải là Rambo RZ19, và cái tay bên trái là Rambo RZ16. Thật sự thì cái tay bên trái này chúng ta, những anh em nào chúng ta đi sử dụng xe côn tay á, chúng ta có thể dùng cái tay phanh bên trái này để làm côn dầu. Côn dầu nó sẽ cho cái lực mà chúng ta bóp côn nó dịu hơn so với côn dây, nhưng mà có lợi thì có hại. Côn dầu nếu chúng ta gặp những trường hợp như đặt vị trí sai của côn thì nó sẽ dễ bị mất hơi, chúng ta sẽ bóp côn không ăn nữa. Cái thứ hai nữa là nếu chúng ta mà xài côn dầu á thì chúng ta phải thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng cái lượng dầu ha, bởi vì dầu mà các bạn biết nó chạy tới chạy lui thì nhiều khi nó sẽ mất nè, hụt dầu, thì chúng ta phải bảo trì nó thường xuyên hơn. Nhưng mà cái chiếc xe này thì sử dụng hai phanh đĩa, cho nên cái tay phía bên trái, tay RZ16 sẽ sử dụng làm cái tay thắng cho cái phanh sau. Và cả cặp tay này thì rất là hài hòa rồi, không có gì phải bàn cãi cả. À, đây có một cái món đồ chơi cũng từ Đài Loan đây. 7 Bis, cái gù sau. Và bao tay phía bên ngoài là bao tay của Ý, bao tay Arai. Đặc trưng của SH300i thì chúng ta sẽ có một cái nút màu đỏ phía trên cái cầm công tắc nè. Mà rất là nhiều anh em xe nhỏ dùng cái nút này để chế lại cho chiếc tay ga hoặc chiếc xe số của mình. Nó có thể dùng làm cái nút tắt máy nhanh nè, rồi nó có thể dùng để làm cái thay thế cái nút running stop của một số xe tay ga. Thì phía bên trái chúng ta có cái nút được tích hợp vắc xin sẵn luôn. Rồi ok, chúng ta sẽ mở thử chìa khóa ha. Xe thì tay ga cao cấp mà, có spark plug. Đó, đồng hồ thì hiển thị rất là dễ quan sát được, từ đèn ABS nè, đèn FI nè, rồi đây là đèn nhớt nè, rồi một số như là đây là đèn các nước giải nhiệt nè. Trung tâm thì sẽ có vận tốc. Rồi phía bên ngoài của chúng ta sẽ có cái báo nhiên liệu. Phía bên dưới thì có một cái bảng đồng hồ LCD nhỏ. Chúng ta có thể tùy chỉnh cái đồng hồ này thông qua nút nhấn đây. Đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nói tiếp gì ta? Nói hồi không biết quên nói gì luôn. Ok. Cái chiếc xe này á thì nó có cái trang bị cái đèn LED sẵn luôn ha các bạn. LED 2 tầng sẵn luôn. Và đẹp nhất vẫn là cái phần đèn xi nhan đây.
được có thêm một giải LED định vị nữa. Tá xin thử coi. Đó, pha tốt. Quá đẹp luôn. Xi nhan nè. Vậy là mình lại tiếp tục mang đến cho các bạn một cái mẫu tay ga cao cấp được độ những cái món đồ chơi rất là hài hòa. Và nếu anh em chúng ta có góp ý về cái mẫu xe này hay là có đóng góp gì thêm thì chúng ta hãy comment bên dưới ha. Và mình luôn 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 sẵn sàng đọc comment của các bạn để mà lắng nghe. Và mình luôn cố gắng để mang đến những chiếc xe mà anh em yêu cầu. Tuy nhiên là anh em cũng phải hiểu là cái việc sở hữu xe, một chiếc xe mà anh em tâm huyết nó đã rất là khó rồi. Và cái việc gặp gỡ để mà mang đến cho các bạn nó còn khó hơn nữa. Cho nên các bạn chúng ta hãy đừng quên thao tác nhấn like và subscribe để bên mình có thêm động lực đi tìm xe cũng như là cập nhật những thông tin mới nhất, hữu ích nhất đến cho các bạn. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Mình có lời cuối muốn cảm ơn tới anh Huy và anh Giàu đã cho mình mượn cái con xe này để mà mang đến cho các bạn. Và hy vọng là các anh sẽ luôn mua may bán đắt. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.